Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì mình tên là Kiều Trang hay là Yuki cũng được ha. Thì hôm nay mình rất vui tiếp tục cùng quý anh chị và các bạn chia sẻ chủ đề tiếp theo số 240. Thì cái chủ đề hôm nay mình giới thiệu cho quý anh chị và các bạn một số cái từ vựng và các câu nói bằng tiếng Quảng Đông một cách tự nhiên, tùy ý. Trời gì còn tốn quả. Thì cái từ vựng đầu tiên hôm nay đó là chơi khạn. Chơi khạn có nghĩa là mạnh nhất. Khạn có nghĩa là mạnh. Cái gì đó mạnh nhất thì sẽ là chơi khạn. Mình thí dụ như là đội nhóm mạnh nhất thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Đội nhóm mạnh nhất thì sẽ nói như thế này. Chơi khạn chủ học. Chơi khạn chủ học. À, chủ học có nghĩa là một cái tổ, một cái đội, một cái nhóm, hay không chàng? Người ta gọi là chủ học ha. Chơi khàng chủ học có nghĩa là đội nhóm mạnh nhất. Rồi, ngược lại, đội nhóm yếu nhất thì sẽ là chơi dạt chủ học. Chơi dạt chủ học. Chơi dạt, dạt có nghĩa là yếu. Chơi dạt có nghĩa là yếu nhất. Chủ hợp là đội nhóm. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Chơi dạt chủ hợp. Chơi dạt chủ hợp có nghĩa là đội nhóm yếu nhất. Chơi khàn chủ hợp có nghĩa là đội nhóm mạnh nhất. Ngược lại là chơi dạt chủ hợp. Đội nhóm yếu nhất. Chơi dạt chủ hợp. Rồi. Dạt có nghĩa là yếu ha. Hữu dạt có nghĩa là rất yếu. Chơi dạt có nghĩa là yếu nhất. Thì chúng ta có những cái bậc so sánh như thế đó. Dạt có nghĩa là yếu. Hữu dạt có nghĩa là rất yếu. Chơi dạt có nghĩa là yếu nhất. Thì tương tự chúng ta có khàn là mạnh. Hữu khàn có nghĩa là rất mạnh. Mạnh nhất thì sẽ là chơi khàn. Chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Dạt, hữu dạt, chơi dạt có nghĩa là yếu, rất yếu và yếu nhất. Khàn, hữu khàn, chơi khàn. Khàn, hữu khàn, chơi khàn có nghĩa là mạnh, rất mạnh và mạnh nhất. Thì chúng ta có những cái bậc so sánh như thế ha. Thì ngoài ra chúng ta còn có một cái bậc so sánh cao hơn. Đó là cái siêu cái gì đó. Bây giờ ví dụ như mình nói là siêu yếu ha. Siêu yếu, cái bậc so sánh thuộc về cao cấp hơn. Người ta gọi là two cup dạt. Two cup dạt có nghĩa là siêu yếu. Ngược lại chúng ta có siêu mạnh. Siêu mạnh có nghĩa là cực mạnh, không chẳng? Thì sẽ là two cup khàn. Two cup khàn. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Two cup dạt. Two cup dạt. Two cup dạt là siêu yếu. Two cup khàn. Two cup khàn có nghĩa là siêu mạnh. Rồi từ vựng thầy mục. Thầy mục, thầy mục có nghĩa là đề mục hay là tiêu đề. Thì mình thí dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói tôi không biết trả lời đề mục này hay là tôi không biết trả lời tiêu đề này thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Nói như thế này. Ngọ m xích tạp ní thiệu thầy mục. Ngọ m xích tạp ní thiệu thầy mục. Chúng ta cùng nhau giải thích là ngọ là tôi, là mình rất là quen thuộc rồi ha. Xích có nghĩa là biết. Xích là không biết. Tạp có nghĩa là trả lời. Tạp có nghĩa là trả lời. Xích tạp có nghĩa là không biết trả lời. Không biết trả lời cái gì nè. Thầy mục có nghĩa là đề mục hay là tiêu đề. Lượng từ đi chung với nó là thiều. Quý anh chị các bạn lưu ý ha. Thiều. Ní có nghĩa là này. Ní thiều thầy mục có nghĩa là đề mục này hay là tiêu đề này. Thì quý anh chị và bạn cũng lưu ý ha. Cái lượng từ đi chung với lại thầy mục là thiều. Chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè.
Ngòm xích tạp, ní thiệu thầy mục. Ngòm xích tạp, ní thiệu thầy mục có nghĩa là tôi không biết trả lời đề mục này. Tương tự, thí dụ như chúng ta muốn nói là tôi không biết làm đề mục này hay là tôi không biết làm tiêu đề này thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Thì đơn giản chúng ta nói như thế này, cái chữ tạp có nghĩa là trả lời phải không nào? Thì bây giờ chữ làm có nghĩa là trù, trù có nghĩa là làm thì chúng ta chỉ cần thay thế vô thôi, thay thế cái động từ vô thôi. Thì xích tạp không biết trả lời thì đổi lại là xích trù. Xích trù có nghĩa là không biết làm. Ngọ xích trù ní thiệu thầy mục. Ngọ xích trù ní thiệu thầy mục có nghĩa là tôi không biết làm đề mục này. Chúng ta cùng nhau giải thích rất là quen thuộc rồi. Ngọ là tôi, xích trù. Xích trù có nghĩa là không biết làm. Còn ngược lại chúng ta biết làm cái điều đó thì chúng ta nói như thế nào? Biết làm thì sẽ là xích trù. Xích trù hấp dẫn. Xích trù là không biết làm. Xích trù là biết làm. Quý anh chị các bạn cũng lưu ý ha. Ní thiệu thầy mục giải thích rồi có nghĩa là đề mục này hay là tiêu đề này. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Ngọ xích trù ní thiệu thầy mục. Ngọ xích trù ní thiệu thầy mục có nghĩa là tôi không biết làm đề mục này. Rồi tiếp tục từ vựng thiến hi. Thiến hi, thiến hi có nghĩa là dịu dàng. Thiến hi có nghĩa là thời tiết. Thiến hi có nghĩa là thời tiết. Mình thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói là hôm nay thời tiết thật tốt, hôm nay thời tiết thật là tốt thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông nè? Nói như thế này: cấm dạch thiến hi chánh hài hữu. Cấm dạch thiến hi chánh hài hữu. Cấm dạch thiến hi chánh hài hữu. Chúng ta cùng nhau giải thích nè. Cấm dạch có nghĩa là hôm nay. Cấm dạch có nghĩa là hôm nay. Thiến hi là thời tiết, giải thích rồi. Chánh hài hữu. Chánh có nghĩa là thật, hài có nghĩa là hữu có nghĩa là tốt. Chánh hài hữu có nghĩa là thật là tốt. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Cấm dạch thiến hi chánh hài hữu. Cấm dạch thiến hi chánh hài hữu. Cái câu này thì chúng ta dùng để nói là cái thời tiết hôm nay thật là tốt ha. Thì ngược lại, chúng ta muốn nói là hôm nay thời tiết thật là xấu thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này thì cái chữ hữu chúng ta sẽ thay thế vào là cái chữ chá. Chá có nghĩa là xấu ha. Chá có nghĩa là xấu. Chúng ta nói như thế này nè. Cấm dạch thiến hi chánh hài hữu chá. Cấm dạch thiến hi chánh hài hữu chá. Chúng ta cùng nhau giải thích nè. Cấm dạch là hôm nay, thiến hi là thời tiết, chánh hài là thật là như thế nào. Chá có chá có sự giấm, chúng ta không đọc xá, không đọc tá, không đọc thá, mà là chá. Chá chánh hài hữu chá có nghĩa là thật là xấu. Chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Cấm dạch thiến hi chánh hài hữu chá. Cấm dạch thiến hi chánh hài hữu chá có nghĩa là chúng ta muốn nói thời tiết hôm nay thật là xấu. Rồi từ vựng khi mà ai đó đưa cái ngón tay như thế này, ngón tay cái như thế này cho quý anh chị các bạn thì có nghĩa là như thế nào ha? Ngón tay cái là sáu chỉ cúng ha. Ngón tay cái có nghĩa là sáu chỉ cúng. Cái ngón này là cái ngón tay cái ha quý bạn. Thì ngón tay cái là sáu chỉ cúng ha. Thì nguyên bàn tay mình nè có 5 ngón. Thì những cái tên gọi của nó như thế nào thì mình đã chia sẻ rồi cho quý anh chị các bạn đó. Thì quý anh chị các bạn vui lòng trở về thông thả học tiếng Quảng Đông số 64 thì quý anh chị và các bạn sẽ rõ hơn ha về cái cách đọc thân thể của con người đó. Thì trong đó có 5 ngón tay, ngón cái nó như thế nào, ngón trỏ nó như thế nào, ngón giữa như thế nào ha. Thì quý anh chị các bạn vui lòng trở về đó tham khảo. Rồi bây giờ sáu chỉ cúng là ngón tay cái. Thì khi mà ai đó đưa cái ngón tay như thế này cho quý anh chị các bạn, trao tặng cho quý anh chị các bạn những cái cử chỉ như thế này, cái hành động như thế này,
thì có nghĩa là người ta muốn nói cái gì nè. Người ta đưa cái ngón tay cái như thế này lên thì người ta muốn nói là người ta muốn tặng cho bạn một lời khen ha, bạn là số 1, bạn là giỏi nhất, bạn là tuyệt vời ha. Thì bỉ cò sẩu chỉ cúng lỵ, bỉ cò sẩu chỉ cúng lỵ, bỉ cò sẩu chỉ cúng lỵ có nghĩa là người ta muốn nói bạn thật là đáng khen hay là bạn thật là giỏi ha. Bỉ cò sẩu chỉ cúng lỵ thì sẩu chỉ cúng là ngón, sẩu chỉ cúng là ngón tay cái. Thì bỉ có nghĩa là trao tặng, là cho ha. Thì cái sẩu chỉ cúng nó, cái lượng từ của nó đi chung với nó là co ha, lượng từ đi chung với lại sẩu chỉ cúng là co, quý anh chị bạn cũng lưu ý ha. Bỉ cò sẩu chỉ cúng lỵ, bỉ cò sẩu chỉ cúng lỵ có nghĩa là người ta muốn nói tặng bạn lời khen, bạn là số 1, bạn là giỏi nhất, bạn là tuyệt vời. Rồi hay là một cách khác đó, người ta muốn nói là lỵ hữu lát, lỵ hữu lát, lỵ hữu lát. Lỵ có nghĩa là bạn, hữu là rất, lát là giỏi. Lỵ hữu lát có nghĩa là bạn rất giỏi hay là bạn giỏi thật, giỏi thiệt thì nó cũng như nhau thôi. Rồi tiếp tục từ vựng chánh sẩu, chánh sẩu, chánh sẩu có nghĩa là tự tay. Có chánh, có sự giấm chúng ta không đọc sánh, không đọc tấm, không đọc thánh mà là chánh, chánh, chánh sẩu, chánh sẩu có nghĩa là tự tay. Rồi mình thí dụ như thế này cho quý anh chị bạn nè. Thí dụ như là hôm nay cô ấy tự tay làm bánh sinh nhật thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông nè? Hôm nay cô ấy tự tay làm bánh sinh nhật chúng ta nói như thế này: khởi cắm dạch chánh sẩu chỉnh sáng dạch tàn cố. Khởi cắm dạch chánh sẩu chỉnh sáng dạch tàn cố. Chúng ta cùng nhau giải thích là khởi, khởi có nghĩa là cô ấy hay là anh ấy, cậu ấy, chú ấy, miễn là ngồi thứ ba số ít không quý chàng. Tùy theo cái ý nghĩa mà mình dịch ha, có nghĩa là khởi là cô ấy, anh ấy, cắm dạch là hôm nay, chánh sẩu giải thích rồi, chánh sẩu có nghĩa là tự tay, chỉnh, chỉnh có nghĩa là, chỉnh có nghĩa là làm. Thí dụ như chúng ta làm bánh thì chúng ta gọi là chỉnh ha, ha quý chị bạn, chỉnh. Sáng nhật tàn cố, sáng nhật là sinh nhật, tàn cố là bánh kem. Sáng nhật tàn cố có nghĩa là bánh kem sinh nhật hay đơn giản là bánh sinh nhật đều được. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè: khởi cắm nhật chánh sẩu chỉnh sáng nhật tàn cố. Khởi cắm nhật chánh sẩu chỉnh sáng nhật tàn cố có nghĩa là hôm nay cô ấy tự tay làm bánh sinh nhật. Rồi mình thí dụ khác như thế này, thí dụ như là chúng ta muốn nói hôm nay tôi tự tay nấu cơm tối thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Hôm nay tôi tự tay nấu cơm tối, chúng ta nói như thế này: ngọ cắm dạch chánh sẩu chủ mạn phàn. Ngọ cắm dạch chánh sẩu chủ mạn phàn. Thì chúng ta cùng nhau giải thích nè: ngọ là tôi, cắm dạch là hôm nay. Ngọ cắm dạch có nghĩa là hôm nay tôi như thế nào. Chánh sẩu, chánh sẩu giải thích rồi, đó là tự tay. Tự tay làm gì? Chủ, chủ, chủ có nghĩa là, chủ có nghĩa là nấu. Nấu gì? Mạn phàn. Mạn phàn, mạn là, mạn là tối, phàn là cơm, mạn phàn là cơm tối. Thì quý chị bạn lưu ý ha. Chúng ta cùng nhau đọc lại: ngọ cắm dạch chánh sẩu chủ mạn phàn. Ngọ cắm dạch chánh sẩu chủ mạn phàn có nghĩa là chúng ta muốn nói hôm nay tôi tự tay nấu cơm tối. Từ vựng hập ca, hập ca, hập ca có nghĩa là gì quý chị bạn? Hập ca có nghĩa là đủ tiêu chuẩn ha, hập ca có nghĩa là đủ tiêu chuẩn. Rồi thí dụ như là bây giờ chúng ta muốn nói là toàn bộ đều đủ tiêu chuẩn thì chúng ta nói như thế nào? Toàn bộ đều đủ tiêu chuẩn chúng ta nói như thế này: toàn bộ tố hợp ca, toàn bộ tố hợp ca có nghĩa là toàn bộ đều đủ tiêu chuẩn. Chúng ta cùng nhau giải thích: toàn bộ
Trình bầu. Trình bầu có nghĩa là toàn bộ, tú là cũng, hợp cạc là đủ tiêu chuẩn. À, chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Trình bầu tú hợp cạc. Trình bầu tú hợp cạc có nghĩa là toàn bộ đều đủ tiêu chuẩn. Thì à, thí dụ như chúng ta đi thi cử ha, thì à, trình bầu tú hợp cạc có nghĩa là chúng ta đều đạt tiêu chuẩn, đều trên điểm trung bình. Hai quý chị bạn, trình bộ tốt hợp ca, trình bộ tốt hợp ca có nghĩa là toàn bộ đều đủ tiêu chuẩn. Rồi, ngược lại, chúng ta muốn nói là toàn bộ đều không đủ tiêu chuẩn thì chúng ta nói như thế nào? Toàn bộ đều không đủ tiêu chuẩn, chúng ta nói như thế này quý chị bạn, trình bộ tốt hợp ca, trình bộ tốt hợp ca. À, trình bộ có nghĩa là toàn bộ, tú là cũng, hay nó cũng có nghĩa là đều ha. À, có nghĩa là không, tú hợp ca, tú hợp ca có nghĩa là đều không đủ tiêu chuẩn. Chúng ta cùng nhau đọc lại, trình bộ tú hợp ca, trình bộ tú hợp ca có nghĩa là toàn bộ đều không đủ tiêu chuẩn. Ngược lại, trình bộ tú hợp ca, trình bộ tú hợp ca có nghĩa là toàn bộ đều đủ tiêu chuẩn. Thì quý anh chị các bạn cũng lưu ý ha. Từ vựng tiệm cải, tiệm cải, tiệm cải rất là quen thuộc rồi không chẳng. Đây là câu hỏi tại sao. Tiệm cải có nghĩa là đây là câu hỏi tại sao. Mình thí dụ, tại sao không thấy mẹ đâu, thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Chúng ta hỏi như thế này ha. Tiệm cải kinh chỏ mà má kẻ, tiệm cải kinh chỏ mà má kẻ. Chúng ta cùng nhau giải thích là tiệm cải là tại sao, tiệm cải là tại sao ha. Đây là câu hỏi tại sao là tiệm cải. Kinh chỏ, kinh chỏ có nghĩa là không thấy. Kinh chỏ có nghĩa là không thấy. Kinh là không thấy, kinh chỏ cũng là không thấy, cũng không có gì phân biệt không chàng. A má có nghĩa là mẹ, a má có nghĩa là mẹ. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Tiệm cải kinh chỏ mà má kẻ, tiệm cải kinh chỏ mà má kẻ có nghĩa là tại sao không thấy mẹ đâu. Hay là ngược lại, tương tự, chúng ta muốn hỏi là tại sao không thấy ba đâu, thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này, tiệm cải kinh chỏ bà bá kẻ, tiệm cải kinh chỏ a bà kẻ, tiệm cải kinh chỏ a bà kẻ. Tiệm cải có nghĩa là tại sao, kinh chỏ có nghĩa là không thấy, a bà có nghĩa là ba. Chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Tiệm cải kinh chỏ a bà kẻ, tiệm cải kinh chỏ a bà kẻ có nghĩa là tại sao không thấy ba đâu. Rồi, hay là tại sao không thấy ông ngoại đâu, thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Nói như thế này, tiệm cải kinh chỏ cùng cúng kẻ, tiệm cải kinh chỏ cùng cúng kẻ, thì cùng cúng có nghĩa là ông ngoại không dặn. Tiệm cải kinh chỏ cùng cúng kẻ có nghĩa là tại sao không thấy ông ngoại đâu. Rồi thì những cái đại từ nhân xưng, thí dụ như là a bà, a má, a dè, a mà, ông nội, ông ngoại, bà ngoại, cô dượng, vân vân. Chúng ta muốn tham khảo á, thì vui lòng trở về thông thả học tiếng Quảng Đông chủ đề số 17 ha. Thì gia đình nó có rất là nhiều từ liên quan ở trong đó, thì quý anh chị bạn vui lòng trở về đây xem ha. Rồi, từ vựng phá duyển, phá duyển, phá duyển, phá duyển có nghĩa là hoa viên ha. Phá có nghĩa là hoa. Phá duyển, phá duyển có nghĩa là hoa viên. Thì mình thí dụ như thế này cho quý vị bạn, thí dụ như chúng ta muốn nói mẹ dẫn con đi hoa viên tảo bộ, mẹ dẫn con đi hoa viên tảo bộ, thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Nói như thế này, ngọ tài lị hơi phá diễn san bầu, ngọ tài lị hơi phá diễn san bầu.
Ngọ ta lỷ hơi phá diễn san bầu, có nghĩa là mẹ dẫn con đi hoa viên tảo bộ. Chúng ta cùng nhau giải thích là ngọ, ngọ có nghĩa là tôi phải không, nhưng mà mình cũng có thể tự xưng, những người mẹ có thể tự xưng là mẹ phải không nào. Thì ngọ lúc này có nghĩa là mẹ, tai có nghĩa là, tai có nghĩa là dẫn, là dắt. Lỵ, lỵ là bạn phải không nào, nhưng mà lúc này người mẹ nói chuyện với đứa con, thì lúc này lỵ có nghĩa là con ha. Hôi là đi, phá diễn là hoa viên, san bồ, san bồ có nghĩa là tảo bộ. Chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Ngọ tai lỵ hơi phá diễn san bồ, ngọ tai lỵ hơi phá diễn san bồ, có nghĩa là mẹ dẫn con đi hoa viên tảo bộ. Rồi tiếp tục. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói là cái hoa viên này có rất nhiều hoa đẹp. Cái hoa viên này có rất nhiều hoa đẹp thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông nè? Nói như thế này. Ní co phá diễn dậu hủ tó lan phá. Ní co phá diễn dậu hủ tó lan phá. Chúng ta cùng nhau giải thích nào. Phá diễn có nghĩa là hoa viên ha. Lượng từ đi chung với lại phá diễn là co, ní là này. Ní co phá diễn có nghĩa là cái hoa viên này. Dậu là có, hủ là rất, tó là nhiều. Dậu hủ tó có nghĩa là có rất nhiều. Có rất nhiều gì? Phá là hoa, phá là hoa hay là bông. Lan có nghĩa là đẹp. Lan phá có nghĩa là hoa đẹp. Thì quý anh chị bạn cũng lưu ý ha. Chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Ní co phá diễn dậu hủ tó lan phá. Ní co phá diễn dậu hủ tó lan phá có nghĩa là chúng ta muốn nói cái hoa viên này có rất nhiều hoa đẹp. Rồi cái câu sau cùng mà mình muốn chia sẻ cùng quý anh chị bạn hôm nay nè. Thí dụ như chúng ta muốn nói đi ra ngoài nhiều chút, hít thở không khí trong lành, tốt cho sức khỏe, thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Đi ra ngoài nhiều chút, hít thở không khí trong lành, tốt cho sức khỏe. Thì chúng ta nói như thế này ha quý chị bạn. Tó chút ngồi khắp sánh xín húng hy, tôi sánh thảy hữu. Tó chút ngồi khắp sánh xín húng hy, tôi sánh thảy hữu. Chúng ta cùng nhau giải thích nè. Tó có nghĩa là nhiều ha. Chút, 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 chút có nghĩa là đi ra. Chút có nghĩa là đi ra. Ngồi có nghĩa là bên ngoài. Tó chút ngồi, tó chút ngồi có nghĩa là đi ra ngoài nhiều chút. Để làm gì? Khắp sánh xín húng hy. Khắp sánh xín húng hy. Sánh xín, sánh xín, sánh xín có nghĩa là trong lành, là tươi, hiểu không? Là tươi mát, là trong lành. Húng hy là không khí. Húng hy là không khí, sánh xín là trong lành. Khắp, khắp có nghĩa là hít thở. Khắp có nghĩa là hít thở. Khắp có nghĩa là phú khắp, là hít thở, hiểu không? Khắp sánh xín húng hy. Khắp sánh xín húng hy có nghĩa là hít thở không khí trong lành. Để làm gì? Tôi sánh thảy hữu. Tôi có nghĩa là đối với một cái gì đó, người ta gọi là tôi ha các bạn. Ngoài ra tôi nó cũng có nghĩa là đúng ha. Tôi có nghĩa là đối với cái gì đó. Sánh thảy là thân thể. Thân thể. Hữu có nghĩa là tốt. Tôi sánh thảy hữu có nghĩa là tốt cho thân thể, thì có nghĩa là tốt cho sức khỏe. Hao dặn quý chị bạn cũng lưu ý cái cách nói của người ta ha. Chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Tó chút ngồi khắp sánh xín húng hy, tôi sánh thảy hữu. Tó chút ngồi khắp sánh xín húng hy, tôi sánh thảy hữu có nghĩa là đi ra ngoài nhiều chút, hít thở không khí trong lành, tốt cho sức khỏe. Thì dạo này đó, chúng ta cần phải đi ra bên ngoài, công viên này kia đó quý vị bạn, để mà đi hít thở không khí trong lành ha, tốt cho sức khỏe. Ở nhà hoài thì buồn lắm. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay của mình. Thì qua bài chia sẻ này, mình hy vọng là quý anh chị và bạn cũng nắm được một số cái cấp độ so sánh. Thí dụ như là yếu nè, rất yếu nè, yếu nhất
hay là siêu yếu. Ngược lại thì sẽ có mạnh, rất mạnh, mạnh nhất và siêu mạnh. Thì nói như thế nào quý anh chị và bạn cũng có thể nắm được ha. Xong rồi kế đó thì chúng ta muốn nói là tôi biết làm cái này, tôi không biết làm cái này, hay là tôi tự tay làm cái này, hay là cô ấy tự tay làm cái này, thì chúng ta cũng biết nói như thế nào ha. Hay là khi mà người ta đưa cho quý anh chị và bạn cái cử chỉ như thế này, cái điệu bộ như thế này, ngón tay cái như thế này thì nó có nghĩa là gì ha, thì quý anh chị và bạn cũng biết được ha. Thì dạo này mình rất là bận rộn quý anh chị bạn, bởi vì mình phải may khẩu trang. Mình hy vọng là cái mùa Covid này qua mau đi, để mà mình có nhiều thời gian để soạn bài cho quý anh chị và các bạn ha. Và sau cùng thì mình luôn chúc cho quý anh chị và bạn có nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống của chính mình ha, và đặc biệt là có nhiều niềm vui trong tham khảo tiếng Quảng. Trân trọng và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở những kỳ chia sẻ tiếp theo của mình ha. Chào tạm biệt. Choi Kim.